Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft chiến binh thời trung cổ. Sau một lúc cày cuốc những cái mảnh vỡ netherite thì bây giờ mình đã có thể tự tin để chế tạo ra những cái vụn rồi. Nói chung thì farm cũng hơi cực nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ có được những cái đồ netherite sớm thôi. Bây giờ thì cùng nhau vô trong và chế tạo nào. Để làm được netherite thì mình cần phải có thêm vàng nữa. Mà vàng thì mình không có thiếu đâu. Hôm bữa đi farm được quá trời luôn mà. Mình sẽ lấy ra cỡ 24 ha. Rồi mấy cái vụn nhỏ thì mình cất vô đi. Mấy cái vụn nhỏ thì chế tạo cũng không có khó đâu. Hôm qua mình làm cái bật lửa đi xuống địa ngục thì mình mới phát hiện ra ấy chứ. Không là bỏ lỡ một công thức làm đồ rồi. Giờ thì mình sẽ chế tạo ra những cái foil netherite nè. Đó, làm cái đống nhưng mà chế được có 6 foil thôi. Rất là lâu luôn. Và với 6 foil này thì mình dự định sẽ làm một cái cây saber bằng netherite luôn nha. Như vậy thì sức tấn công nó sẽ tương đối tốt đó. Và coi nào, để làm được cây saber này thì đầu tiên mình cần phải có cây saber bằng kim cương hay sao ấy. Ủa đúng không? Đúng rồi, mình cần phải có một cây saber bằng kim cương trước. Được luôn, cần 3 cái viên kim cương nè. Một cái handle. Rồi chế thôi. Giống như vậy. Đó. Và mình cần phải có thêm cái bàn rèn thì mới có thể nâng lên được. Bàn rèn thì cần phải có sắt với gỗ thôi. Rẻ, cái này thì mình làm được. 4 sắt. Ủa, 2 sắt chứ. 2 sắt, 4 gỗ. Gỗ đây. Xong, chế thôi. Bàn rèn. Rồi, vậy là chuẩn bị. Lên kiếm. Ở gì? Lên saber netherite thôi nào. Và với cái cây saber này thì mình có thêm cái chức năng của netherite là gớt xuống dung nham nó không có bị mất luôn. Khá là tốt ha. Và cái kiếm mình nhặt trong chuyến khám phá trước nó có dòng sắc bén nè. Cấp độ 4 luôn. Mình định tách nó ra rồi sau đó mới ép vô cây saber á. Mà trước khi tách thì để mình coi. Khi mình cường hóa cái cây saber này. Cường hóa. Nó cho mình một cái dòng tên là Rust Down cấp độ 3. Những dòng rất là lạ đối với mình luôn á. Chắc làm liều ha. Thử vận may coi. Không biết là ngoài cái dòng đó thì ôi mà mình hết ngọc Lully rồi. Không, buồn vậy. Tưởng đâu cường hóa được, ai vậy hết Lully, hết cường hóa luôn. Buồn hiu. Rồi giờ mình sẽ tách cái dòng sắc bén trong cái cây kiếm đá ra để mình ghép vô cây saber đi ha. Tại vì không có ngọc Lully để cường hóa rồi. Ép tạm như vậy dùng cũng rất là tốt. Và nó tăng lên 8.5 sức tấn công rồi kìa. Quá đã luôn. Chiến này thì đánh hơi bị tốt á nha. Ui trời tối hả? Ngày gì tối thui hả? Thôi làm giấc đi. Làm giấc cho trời sáng rồi chuẩn bị đi khám phá chứ. Chứ trời tối thui sao mà đi khám phá được. Rồi trời sáng rồi. Cây saber này thì nó có dòng Elytra Band cấp độ 10 luôn. Liệu rằng với cái dòng này thì mình có thể ghép vô được cây kiếm đã ghép dòng sắc bén hay không? Thử. Elytra, cái này cấp độ 9 thôi. Mình sẽ thử coi. Không cho nha, như vậy thì khi mình ép sắc bén thì nó sẽ không cho mình ép cái dòng Elytra Band này rồi. Tiếc thiệt á chứ. Ngoài ra mình còn cái dòng gì có thể ghép vô được cái cây kiếm không? Thundering, sấm sét hả? Ui có khi nào mình ép chậm hỏng nữa nè. Ui được á. Chậm hỏng cấp độ 7 luôn. Được, cho vô cây saber luôn nha. Ui nó tốn 8 level lận. Mình hết level mất tiêu rồi. Vậy là phải cày cuốc tiếp rồi. Và mình sau khi tìm hiểu sơ qua thì cái Soul Healer này thì nó sẽ tốn những cái linh hồn thì mới có thể hồi phục được ha. Và thời gian hồi của nó là 1 giây thôi. Nhưng mà mỗi lần tốn tới 20 linh hồn lận. Linh hồn là cái nằm ở dưới góc phải màn hình nè. Mình hiện tại đang có 55 cái linh hồn rồi. Còn về kỹ năng thì bây giờ mình có được 8 điểm kỹ năng. Mình sẽ tiếp tục nâng phần sức mạnh ha. 4 phần sức mạnh. Và 4 phần cho mình thêm máu ha. Ok. 1, 2, 3, 4. Xong, như vậy thì bây giờ mình đã có thêm được 2 trái tim rồi. Quá xá đã luôn.
Còn về nước uống thì để mình lấy những cái nước đã nung nè, đã đun sôi á. Mình để như vậy thì mình sẽ có được nước sạch á, uống nó sẽ hồi được nhiều hơn á. Đây mình sẽ mang theo thêm một xô nữa. Hết thì mình chế tạo ra tiếp. Rồi, giờ thì tự tin đi khám phá rồi đó. Hôm nay thì chắc mình sẽ đi khám phá ở trên mặt đất thôi, chứ không có đi khám phá ở dưới địa ngục nữa đâu. Hôm qua đi định tìm xương của mấy anh xương đen mà không có thấy gì trơn á. Buồn rồi, không đi khám phá dưới địa ngục, đổi sang khám phá trên đất liền ha. Mong rằng mình sẽ gặp được thật là nhiều những cái công trình để mình khám phá coi. Với cái kiếm mới này mình đang rất là nôn nóng có được những trận chiến ha. Gần nhà mình còn có mấy nàng tiên cá giả mạo nữa. Thôi, không cà khịa mấy nàng đó làm gì đâu, mệt lắm. Cuối cùng cũng gặp được đất liền rồi. Vô trong thử nào. À, trước mắt mình đang là một cái hòn đảo bay thì phải. Mình gặp những cái hòn đảo bay này trên những cái chặng khám phá rất là nhiều, nhưng mà không biết là phía trên đó có cái gì hay không ấy. Mình thấy rất là nhiều luôn. Ở dưới đó thì thấy không có khoáng sản nữa nè. Tò mò thiệt á. Rồi, lại thêm một cái chỗ pho tượng nữa. Để coi coi được thêm một trái táo vàng cũng tốt đi. Còn đây là bộ tộc ha. Mấy anh này thì có rương không? Tính ra kiếm mấy anh mà có rương cũng hơi ít á. Ui, con này có gì á? Ui, áo áo. Nó cắn mình. Cắn mình hả? Con này láo thiệt. Nó cắn mình luôn chứ. À, và đây là cái khu vực nghĩa trang nè. Lần trước mình từng gặp nhưng mà hình như mình bỏ bỏ sót hay sao ấy. Là cái khu vực này, đây đây, cái ngôi mộ mà đặc biệt này nè, hình như nó có đồ phía dưới. Mình sẽ đạp xuống dưới thử. Ủa? Có rương không? Nè nè nè, có rương nè. Một đống rương luôn, nhưng mà không biết đây là rương thường hay là rương bảy đây. Mình sợ là rương bảy lắm. Ở dưới hình như không có bơm. Được, vậy là rương cho đồ bình thường ha. Một cái đôi ủng có lời nguyền. Xương với chỉ thôi. Ê, kim cương. Có lý, quặng kim cương luôn. Bông Wither. Thẻ tên chỉ. Ồ, như vậy thì có được một cái rương chính giữa là đồ xịn nhất ha. Cũng tốt, cũng tốt. Rồi, giờ thì mình sẽ trả lại những cái block cho cái ngôi mộ thôi. Đây, trả lại cho người ta. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Xong. Hình như chỉ có cái chỗ đó là có rương xịn à. À, mấy cái ngôi mộ khác cũng có đồ nè. Được vậy, được vậy. Poison Barrier cấp độ 2. Fire Trail cấp độ 5 luôn nè. Lụm, cái dòng này có vẻ xịn đó. Fire Trail cấp độ 7 luôn. Trời, mạnh dữ. Thôi trả lại tiếp. Đây, trả lại cho người ta. Quá tốt ha. Vậy thì những ngôi mộ phía dưới này thì sao? Không biết là... Ê, có đồ luôn nè. Ủa, nhưng mà những ngôi mộ phía dưới có vẻ là đồ nó không có xịn bằng những ngôi mộ phía trên rồi. Cũng được Ngọc Lục Bảo nè. Ồ. Vậy là lúc trước mình từng bỏ lỡ ra qua một cái ngôi mộ chứa đồ giống như vậy rồi, tiếc thế. Quá trời đồ luôn. Nhưng mà làm này cũng hơi sợ sợ thiệt. Chuyện tâm linh không đùa được đâu nha. Rồi quyển sách gì đây? Return bar. Lượm luôn. Bây giờ mình có ba lô chứa đồ mà, nên mình lượm thoải mái ha. Nào đầy ba lô thì nghỉ lượm. Rồi ui ui, té té té. Trả lại. Rồi đi thôi. Vơ ngang được một cái ngôi mộ cũng ngon. À đằng kia cũng có cái con rồng biển nó bị cà giật à. Nó làm gì không biết nữa mà cà giật. Đập cái này, lượm thêm táo vàng ăn. Quá đã. Xong. Phía bên này thì mình thấy nó có một cái chỗ giống như là kim tự tháp vậy. Hình như là kim tự tháp đó. Coi thử ha. Kìa, có một cái xác con rồng nữa kìa. Ồ, đường vào đâu ta? Đường vào đó. Hay là đường vào nó bị chôn vùi rồi? Nghi lắm. Nè. À không phải, cái này không phải đường vào luôn.
không có đường vào, mình tự tạo đường vào. Lấy đuốc ra cái, tối thui à, không có thấy được. Ồ, có rương nè, quá trời đồ luôn. Mấy cái này thì mình đã từng nhặt rồi, nên mình sẽ không có lượm tiếp ha. Cái áo giáp gì đây, lượm luôn. Một lọ thuốc, cho mình hồi phục mana. Bên đây copper, một cái cung. Ồ, một cái scrap talisman nè. Cái này hình như mình có thể trang bị vô được. Nó cho mình thêm cái tốc độ di chuyển ở trong cái khu vực sa mạc ha. À, được á. Cái này gắn vô đâu vậy? Nè. Ui, mình gắn vô mình chạy hơi bị nhanh luôn. Đã. Ở trong đây nó có những cái con xương. Những con xương, một chặt là đi. Một chặt là đi nha. Vũ khí mới hơi bị xịn. Một chặt là đi. Rồi, lại là cái show healer nè. Những lọ mật ong. Ơi, hình như có cái lầm spawn đâu đây nè. Chuẩn luôn. Đập. Ngọc lục bảo. Một cái ngà. Hết rồi, hết đồ xịn rồi. Để quay cũng được vài món á. Được cái scrap talisman có vẻ khá là ổn đấy, cho mình tốc độ di chuyển. Ui, nhưng mà giờ trời tối mất tiêu rồi. Mình phải tìm chỗ nào đó để mình ngủ thôi. Ui, những cái con chó bị điên. Nó cứ tấn công mình thôi à. Rồi, trong đây thường thường là cái tổ nhện á. Tổ nhện thì mình sẽ lấy những cái sợi chỉ này mình làm một cái giường ngủ á. Nãy đi quên mất, không có mang theo cái giường ngủ. Né né ra mới ngủ được, đằng kia quá trời quá đất quá. Ê, con chó sói điên. What? Nốt máu mình kìa. Thấy chưa? Ui, không ngờ những con chó sói điên này còn có tuyệt chiêu là hút máu nữa. Sợ thiệt. Hơi bị đáng sợ luôn. Rồi đây là cái con gì á? Slam. Đây là một con slam. Ủa, slam mà muốn gửi ra con cá kìa. Phía xa xa là hình như chỗ của một cái anh người khổng lồ Cyclop. Và còn rất là nhiều tòa tháp. Cũng như là một cái khu vực tháp canh nữa. Chắc bây giờ mình sẽ ưu tiên qua chỗ của cái anh Cyclop lần kia trước ha. Được. Ui, ban ngày ban mặt mà con này đi đâu đây? Con này đi đâu đây? Lạc trôi là tiễn nó đi luôn. Và khi ra khỏi cái vùng sa mạc thì bắt đầu là mình đã hết cái tốc độ rồi nè. Úi, sao lại có tốc độ lên kìa. Ngồi vậy. Rồi, giờ thì vô chỗ của anh Cyclops này coi coi. Ui, hơi căng nha. Anh Cyclops này hơi bị mạnh đấy. Xuống nước cái, mình coi mình có góc nào mình bắn mình cà khịa anh trước không. Chứ để không thôi lên trển xong rồi chạy không kịp á. Ảnh đâu rồi? Kìa, ảnh kìa. Bắn vô mắt ảnh. 2 hit. 3 hit. 4 hit luôn. 5 hit. Mình cứ tấn công tầm xa thôi. Để đảm bảo an toàn cho mình ha. Chứ không thui là... Đấy. Tiêu diệt được cái anh Cyclops bằng cây cung của mình rồi. Ơ? Không rơi ra mắt hả? Hình như mình tấn công tầm xa là không có rơi ra con mắt rồi. Con mắt mà anh Cyclops đó rơi ra là một cái vũ khí huyền thoại đấy. Tiếc quá. Rồi trong đây chỉ là một số đồ linh tinh thôi. Cù nữa nè. Anh này là cái anh thích nuôi cù lắm. Hát trình thạch. Táo. Rồi luôn, hiểu luôn. Để mình coi coi khúc này có cái rương nào không. Tại vì nó dính vô một cái cánh cổng địa ngục ấy. Nên mình sẽ lên đó mình tìm thử coi có cái rương không. Vừa có rương ở trên này lắm. Đúng không? Ủa, rương nó không thấy hết trơn vậy? À, đây, rương nó bị giấu nè. Rồi, thêm một trái táo vàng. Đời ổn mình đã có rồi. Cái này là một cái kèn gió hả? Wild horn. Mình thử, mình dùng thử coi. Push enemy away from you and slow them. À, cứ như mình đẩy hả? Đẩy những cái địch ra xa khỏi mình. À, kiểu như bị áp sát quá, mình dùng cái kèn này mình
mình thổi phát là bọn chúng bị đẩy xa ra. Lại nè, test thử coi. Coi coi có đúng không? Đó đó đó, đẩy ra được một khúc nè. Cũng tốt, cũng tốt. Mình thấy cái này cũng khá là tốt đấy. Rồi, giờ thì qua khám phá cái tòa tháp bên kia thôi. Không hiểu sao là lúc rài đi khám phá mình cũng thấy ít bị cà khịa ấy. Từ ở dưới địa ngục cho tới trên này luôn. Thôi kệ, ít bị cà khịa cũng đỡ. Rồi, kiểm tra thử. À, đây là chỗ của những tên cướp dân làng hay sao ấy. Mình nghe tiếng bọn chúng đó nè. Vô. Đâu? Bọn chúng đâu? Không thấy, lượm cái đường trước. Ui, cho mình một cái con mắt gì nè, màu trắng. Cái chai kinh nghiệm. Xương rồng. Mình nghe tiếng. À, hình như trên này, hình như bọn chúng ở trên này. Đâu rồi, đâu rồi? Có rương nữa. Thêm một con mắt nữa nè. Ý, lạ thiệt. Sao chưa thấy tên mấy tên cướp dân làng? Ừ, rõ ràng mình nghe tiếng mà. Lạ nha. Nghe tiếng mà không thấy nó đâu. Kỳ thiệt. Trời, sao một hồi tìm thì mới thấy bọn chúng ở dưới à. Thì ra là núp ở dưới này. Thường thường cái lồng này là sẽ cái là cái lồng mà nhốt cái anh người sắt. Mà hôm nay không thấy nhốt luôn. Ảo thì chứ. Rồi, đi qua bên đây thì còn gặp thêm một cái kim tự tháp nè. Đây mới là kim tự tháp trên sa mạc nha. Hôm rày toàn là gặp kim tự tháp dưới biển rồi dưới địa ngục đâu không à. Lần đầu gặp kim tự tháp. Mình vô coi. Có vét được miếng đòn rồi không? Nhẹ nhàng đi xuống dưới. Xách cái đuốc trên tay. Rồi. Ui ui. Trời trời trời, đâu ra mấy con chó điên vậy? Đúng là chó điên mà. Nó không sợ độ cao, nó nhảy xuống dưới đây luôn. Ghê thiệt chứ. Rồi cho mình khoáng sản. Lại thêm một cái scrap talisman nè. Cái này mới nhặt hồi nãy luôn. Cái này thì cho mình thêm 50% linh hồn nhặt được. À, nó giống như cái đầu Wither ha. Bên đây thì sao? Rune of Cool. Cool. Rune of Cool. Lẫm. Ngọc lục bảo, khoáng sản. Rồi thêm một cái áo giáp nữa nè. Ờ, nó chỉ cho mình sơ sơ mấy cái loại khoáng sản thôi à. Rương cuối cùng. Một thanh kiếm. Ui, cái kiếm này nhìn đẹp vậy. Ồ, nó có răng cưa ấy. Lạ thiệt. Rồi xong, nó chỉ sơ sơ những thứ đó thôi. Cũng tốt, cũng tốt. Giờ thì lên trên lại nào. Hy vọng là lên trên đừng có bị coi cái con chó bị điên nào nó bồ lại nó tấn công mình nha. Mình sợ nó lắm rồi đó. Không biết, sợ độ cao luôn mà. Mình nhảy xuống mình còn đắn đo suy nghĩ. Nó gặp một phát nó nhảy luôn. Không cần nghĩ nhiều. Mấy con đó ha, láo nháo thiệt sự. Phía xa xa đằng này thì mình thấy nó có một cái công trình gì đó tương đối to luôn. Và có đường vào đàng hoàng nha. Để mình qua đây mình coi thử coi. Nó là cái gì vậy? Ê, nó có làm spawn nè. Đây là spawn những cái con xương. Ủa xuất hiện chưa vậy? À, nó chưa xuất hiện. À đấy rồi. Một bên là xương, một bên là những con zombie trên sa mạc. Thôi là mình đập kịp. Nó sinh ra đúng nhanh luôn. Oh my god. À phía trên nó cho mình kho báu. Giàu to. tuyệt vời. Một cái ba lô vàng nè. Khoáng sản. Cái này là cái gì đây? Cái đèn hiệu. Đèn hiệu này mình sẽ giữ lại nè. Còn bên đây. Bên đây thì là kim cương. Khoáng sản. Dưới này thì là một cái nón trộm hả? Cái cỏ gì đây? Trời ơi, cỏ bảy màu. Lần đầu gặp cỏ bảy màu luôn á. Nên đây vẫn là kim cương nè. Tính ra công trình này cũng cho mình một chút kim cương ấy. Được, được. Thêm một cây kiếm răng cưa nữa nè. Đã nha. Hồi nãy là mình nhận được cái Rune of Cold từ một cái kim tự tháp. Bây giờ là tới Rune of Moon.
Ok, cứ giữ đi. Giờ thì tới công đoạn là đập khoáng sản thôi. Có được vài khối vàng với khối ngọc lục bảo nè. Lượm luôn. Lượm vàng trước. Rồi tới lượm ngọc lục bảo bên đây. Xong phim, vào to, chuyến này vào to rồi. Cất vô liền, kẻo mất. Rồi cái kiếm này mình coi coi. Một cây là 6 sức tấn công, 3 tốc độ đánh. Cây này cũng 6 sức tấn công, 3 tốc độ đánh luôn. Nó chỉ khác cái màu thôi hả? Im mấy chứ. Đánh hơi bị nhanh luôn á. Được, hợp lý. Chịu cái cây này rồi. Ở qua đây mình sẽ coi coi. Nó lại có một cái rương nữa nè. Không biết là trong rương chứa cái gì đây. Hy vọng là kim cương nha. Kim cương. Eo, chỉ là một trái táo vàng thôi. À, cái anh Ender Golem là đây. Hôm bữa mình hơi bị nóng. Quýnh mình. Mình đi tìm cái chỗ ngủ thôi mà quýnh mình. Rồi kiếm được. Lấy Saber ra. Ủa, Saber chặt. Chặt vài cái đi luôn. Saber hơi bị khỏe. Chứ ngồi đó mà cà kẹ mình. Hôm bữa mình đã nhịn rồi mà vẫn đấm mình vài cái muốn xiển niễn luôn. Hôm nay trả thù liền. Trả thù đâu có muộn đâu. Mình đã đi lang thang trên sa mạc cũng gần cả ngày rồi. Chắc mình phải đổi hướng quá. Tìm một cái mảnh đất mới thôi. Chứ đi trên sa mạc hoài thì cũng không ổn. Và hình như đây là đường xuống một cái ngôi làng dưới lòng đất nè. Trời cũng đã gần tối mất tiêu rồi. À, hình như hết sa mạc rồi. Mình đã đi tới một cái vùng hoang mạc hay là vùng đồng bằng gì rồi nè. Mình đã hết hiệu ứng chạy nhanh trên vùng sa mạc rồi đó. Nè, có voi nữa nè. Chắc bữa nào mình cưỡi voi vậy quá. Đi, mình leo lên mình cưỡi được không? Ui, không cưỡi được. Trời trời trời. Voi mới ăn lá hay ăn cỏ gì cơ? Ủa, mặt trăng hôm nay là mặt trăng máu hay sao vậy? Nhìn đỏ đỏ vậy, ghê vậy. Có những lần mình khám phá biển nhưng mà mình gặp cái thuyền Viking này mình không có dám đi lên á. Bữa nay có kiếm mới rồi, tự tin hẳn liền. Gặp là chiến thôi, không có nhuồn nữa. Nhịn giết mấy thanh niên này đâu có sợ mình. Vô lên. Từ từ tìm đường lên cho nó an toàn cái đó. Ao đó. Một chặt đi luôn, quá đã. Cây Saber bằng netherite của mình á, cực mạnh luôn á. Chặt một cái là chết không ấy. Ui, nhưng mà mấy thanh niên này bắn cũng không kém cạnh gì đâu nha. Bắn là vừa làm chậm mà vừa thốn nữa. Xong, tiêu diệt rất là nhanh chóng luôn. Giờ thì lụm kim cương sát trong cái con tàu nè. Ui, cái kiếm này nó có cái dòng tên là Indestructible. Cái dòng này hình như là nó còn xịn hơn dòng chậm hỏng ấy. Ê, ngon. Ủa, sao mình lại bị dính hiệu ứng? Ê, khoan, dừng khoảng chừng là nhiều giây. Ủa, thủy cung ở đâu? À đây nè, hình như thủy cung ở dưới nữa. À, thì ra là kế con thuyền này còn có cái thủy cung luôn. Khám phá một được hai. Ui, ở dưới này còn những cái tên Vindicator. Cái tên cầm rêu. Vindicator này là đây. Chặt một cái đi luôn chứ Vindicator. Chặt một cái đi luôn. Rồi, trong này có rương không? Mình không đập được cái lồng đâu, tại vì mình đã dính hiệu ứng đào chậm rồi. Ở dưới này có vẻ là chỉ có ngọc lục bảo thôi. Ok, không sao. Giờ thì mình sẽ tìm một cái chỗ nào thuận lợi, mình đi xuống dưới mình khám phá thủy cung mới được. Tại vì lỡ gặp thủy cung rồi, không khám phá thì ổn lắm. Mấy cái này mình vứt cũng được. Rồi, đi thôi nào. Let's go. Ui, xuống nước nó tối thui vậy. Sao mà thấy đường? Eo no. Xuống nước đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà hơi khó nhìn ha. Em đầu tiên. Elder Guardian nè. Dám cho mình đào chậm hả? Cho mình một cái cúp luôn. Ngon thiệt chứ. Hấp dẫn nha. Quýnh một con Elder như vậy là mình sẽ được một cây cúp luôn á. Khá là xịn. Đánh nhanh cút gọn, đánh nhanh cút gọn. Oxy không cho phép, oxy không cho phép.
tiếp tục. Tại vì không có dòng thở dưới nước á, nên mình phải dùng lấy hơi nước thủ công này mới được. Còn cuối cùng, làm lẹ một chặt nước. Xong phim. Giờ thì đã an tâm lấy đồ trong đây rồi đó. Tại vì nó sắp hết thì hưởng đào chậm của mình rồi. Yes. Và mình còn có thể đào được nữa nè. Đào block lấy oxy thôi, chưa hết cách rồi. Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái rồi ha. Và cái cúp từ những cái con giám hộ rơi ra, nó cho mình đào nhanh hơn khi ở dưới nước. Rất là thích hợp cho mình ngay lúc này luôn ha. Những cái mắt của con Elder nè, mắt của con Guardian nè. Không biết những cái vật phẩm này trong tương lai nó sẽ có hữu dụng hay không, nhưng mà bây giờ thì mình cứ giữ trong người đi ha, chứ vứt thì hơi uổng. Tại vì mình phải lặn xuống tí chứ này mình mới farm được á. Rồi, giờ thì đi lấy kho báu thôi, ở ngay chỗ trung tâm ấy. Ok, sao đào đang đào mình đứng mãi. Đứng chứ. Đó coi kìa, mình đập nhanh cực kỳ luôn á. Rồi thì một xíu nữa là lấy oxy được nè. Rồi xong phim. Đào siêu nhanh luôn á. Nó cho mình hiệu ứng đào nhanh cấp độ mấy không biết nữa. Mà mình thấy World Cup lia lịa luôn. Được 8 khối vàng. Quá im. Có cái mút biển này luôn, để có gì mình còn thu phục những em kỳ lân biển trong tương lai nữa. Rồi, khám phá cái thủy cung đến đây chắc cũng đã thành công rồi đó. Giờ thì đi ra thôi chứ dưới này lâu lắm rồi. Ê. Hình như tổ rồng. Và đây là một con rồng sấm sét. Úi, nó tỉnh rồi. Ngươi tỉnh, ta sẽ tiêu diệt ngươi luôn. Lúc nãy là nó đang ngủ trưa. Ui, hên cho mình, là con rồng sấm sét, thế nên ban ngày nó ưa ngủ trưa ấy. Không là pha đó gặp cọng lửa là nó đốt mình khi mà chưa tới rồi. Ngon thiệt, tự nhiên hốt được một em rồng sấm sét. Im nha, nhưng mà rồng sấm sét thì mình nên lấy cái cây kiếm không ta? Mình có lọ thủy tinh không? Không có lọ thủy tinh. Mình muốn làm một cây kiếm bằng máu rồng sấm sét cơ. Lightning. Ồ đúng không ta? Blood. Nè, với cái lọ máu rồng mình có thể làm được kiếm rồng sấm sét nha. Nó có thể tăng sát thương lên cả rồng lửa lẫn rồng băng luôn. Và còn có thể tấn công với đòn sấm sét nữa. Đáng để mình cân nhắc đây. Mình chỉ cần một lọ máu thôi là được hả? Ở đây có cát không? Cát, mình kiếm coi. Kìa, có cát. Chịu khó làm cái lò nung xong rồi chế tạo ra những cái lọ thủy tinh á. Mình nghĩ như vậy nó sẽ tiết kiệm được á. Tại vì hiếm lắm mới gặp được rồng sấm sét nha, chứ không phải là lúc nào cũng gặp được đâu. Rồi, lượm ba cục cát trước. Cát này vẫn có thể nung được chứ. Được. Thêm đá cuội nữa là đủ. He. Thấy người ta làm thịt con rồng khoái, chạy nước miếng chạy lại đây liền. Ui giời ơi, tưởng thế nào? Sợ chưa? Bác sợ tôi chưa? Bằng thịt con rồng này mà công nhận, cái cây saber này quấn con rồng đúng thấm luôn. Mình chặt con rồng nó tuột máu không phanh mà. Đã thiệt cơ chứ. Không, uổng công mình nâng cấp lên. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống. Đây, đẩy kính ra. Đúng thôi. Lấm một lọ thôi à. Mình chỉ cần một lọ để làm cái kiếm thôi. Còn lại thì mình sẽ lấy hết vảy ha. Một sắp vảy rồi. Ui sao có vẻ ít vảy rồi. Ủa, được có 7 cái vảy à. Chắc 7 vảy này làm cái nón quá. Tại vì nón của giáp rồng sấm sét thì cái sừng nó khá là dài ha. Nhìn cực kỳ ngầu luôn. Rồi, xong phin. Trúng mánh rồi đó, bữa nay đi khám phá có vẻ khá là bội thu rồi. Những thứ lặt vặt không cần thiết mình có thể vứt bớt đi. Phía bên này thì lại là một bộ hóa thạch khổng lồ nữa nè. Sao mình có duyên với những bộ hóa thạch như vậy lắm luôn á. Không ra mình gặp 3-4 bộ rồi. Và coi bộ hóa thạch này mình có thể tìm được cái rương ở phần đầu không. Đây rồi. Dễ gì mà giấu được. Nó cho mình kim cương với một chút đồ lặt vặt ha.
Một cái dòng tên rất là lạ luôn. Fortune of the Sea. Gia tài của biển cấp độ 2 hả? Không biết mình dịch có đúng hay không nữa. Mà thôi kệ, nó cho mình một chút kim cương với mấy cái khoáng sản lặt vặt là thấy cũng ổn áp lắm rồi đó. Rồi, cho thì lượm lại cái túi ngủ. Đi tiếp thôi. Ở trên đây nó vẫn tính là cái vùng sa mạc hay sao ấy. Nè, mình đi trên đây mình vẫn kích hoạt được từ cái talisman nè. Chạy cực kỳ nhanh luôn ha. Đã thiệt, đã thiệt. Đằng kia còn có cái giếng nữa kìa. Không biết trong cái giếng nó có cái gì không nữa. Lại kiểm tra coi. Đằng dưới. Cái gì vậy? Vàng hả? À không, cái cục đất sét. Quê thiệt chứ. Ấy, vứt nhầm cái cúp. Lượm cái cúp lại. Rồi, đi tiếp. Ở đây là những anh bộ tộc. Nữa hả? Hình như lại một cái tổ rồng nữa kìa. Ui, hôm nay là ngày săn rồng hay sao rồi? Nãy giờ mình gặp cái tổ rồng này, cái tổ rồng thứ hai rồi. Đã nha, đã nha. Có thêm cơ hội rồi, không biết đây là rồng rồng lửa hay là rồng sấm sét đây. Hy vọng là rồng sấm sét. Hồi nãy giờ nó chưa ra tấn công mình, chắc là rồng sấm sét rồi đó. Chắc nó đang ngủ trưa. Chính xác là một con rồng sấm sét. Ngủ trưa, cho nó vô giấc ngủ ngàn thu luôn. Kìa, nó phun sấm sét mình coi. Nó phun sấm sét mình. Phun sấm sét. Ui, nó phun sấm sét thốn ghê luôn á. Mặc dù mình là người chủ động tấn công nhưng mà vẫn suýt bị nó hạ gục qua. Con rồng sấm sét này thì mình sẽ lấy hết vảy luôn ha. Hồi nãy mình đã lấy máu rồng rồi, giờ mình chuyển sang mình lấy vảy đi. Coi coi được bao nhiêu vảy. Có vẻ khá là ít vảy rồi, 18 vảy thôi. Hình như rồng sấm sét thì tỷ lệ rơi ra vảy á, nó thấp hơn rồng lửa hay sao á. Lần trước mình nhặt cả đống vảy rồng lửa luôn. Còn rồng sấm sét thì ít lắm. Ít thật sự. Ok. Có được một chút vảy rồng sấm sét là cũng ngon rồi. Mình gom gom tầm vài bữa nữa là chắc mình đủ để làm một cái set đồ luôn á. Set đồ bằng vảy rồng sấm sét. Ngon luôn. Còn giờ thì chắc qua bên đây coi, mình thấy nó có cái thác nước hay cái gì đó cao cao coi. Lạ thiệt. Ui. Bình thường đi chậm tự nhiên vô cái vùng này đi nhanh cái điều khiển hơi khó luôn á. Rồi, lên lại. Lên. Đi lên. Lên thêm cái nữa. Xong. Mình quyết tâm mới được, mình phải khám phá cho xong cái chỗ này. Để lần sau mình hết tò mò. Chứ mình gặp mấy lần rồi. Những cái đảo bay như vậy nè, không biết là phía trên nó có gì hay không thôi. Lên. Nè, này thì nha. Đảo bay hả? Để coi. Trên đó có gì? Cực kỳ tò mò luôn. Biết đâu lên đây lượm cả đống kho báu thì sao ta? Chắc đã lắm luôn á. Hy vọng là có kho báu nha. Kho báu trên đảo bay. Hay là cú lừa đây. Cú lừa rồi. Không có cái nịch gì trên này hết á. Buồn luôn. Thiệt chứ. Cũng kết. Sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì kho đồ của mình cũng được tương đối nhiều kim cương nè, vảy rồng và máu rồng nữa. Nói chung trong tương lai thì sẽ có những mạng nâng cấp áo giáp cũng như là kiếm tiếp theo ha. Và đánh giá chung về sức mạnh của cây saber bằng netherite mình thấy nó rất là mạnh luôn, có thể đương đầu với những con rồng và tiêu diệt nó trong thời gian rất là ngắn ha. Và mong rằng mình sẽ sớm tìm được những dòng enchant tốt hơn để ghép vào và nâng cấp cây saber này ngày càng mạnh hơn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.